Luật Internet mới của Nga vừa được ban hành nhằm mục đích gì? Nếu phát sinh các mối đe dọa đối với hoạt động mạng Internet trên lãnh thổ Nga, cơ quan giám sát thông tin liên lạc, công nghệ thông tin và thông tin đại chúng của Nga, Roskomnadzor, sẽ có nhiệm vụ đảm bảo các hoạt động thông tin liên lạc trong nội địa Nga luôn được thông suốt. Trong trường hợp cần thiết, hệ thống Internet được lập trình để ngắt những hoạt động trao đổi thông tin với mạng nước ngoài. Hệ thống cũng sẽ giúp các thông tin lưu trữ trên mạng Internet của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước được bảo mật tốt hơn nhờ mã hóa. Luật internet mới của Nga cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) phải đảm bảo tính độc lập của không gian mạng Nga nếu các nước khác tìm cách cô lập hoạt động trực tuyến của nước này, một hệ thống tên miền song song sẽ được xây dựng để cho phép mạng internet tự chủ của Nga hoạt động độc lập trong trường hợp bị ngắt kết nối với bên ngoài. Đây được xem là một biện pháp của Nga nhằm đối phó với chiến lược an ninh mạng quốc gia Mỹ, vốn cáo buộc Nga, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên sử dụng các công cụ mạng gây ra những tổn thất cho Mỹ luật Internet mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành ngày mùng 1 tháng 5 và bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 11 năm 2019. Nga được cho là đã ngắt toàn bộ Internet trong một thử nghiệm phòng thủ trước những cuộc tấn công mạng từ nước ngoài hồi tháng 4 vừa qua. Việc thử nghiệm ngắt kết nối Internet được Nga đưa ra sau khi NATO đẩy mạnh các biện pháp chiến tranh mạng chống lại Nga. HN, Tổng hợp